អង្គុយចុះអង្គជំនួយរៀបប្រកាសបន្តកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីសន្និការនិងដល់វិការជូនទៅសាប្រញ្ញារងអន្តរជាតិដើម្បីមានឱកាសបន្តការតាំងសម្រួលនៃដៅចំពោះប្រសាស័យThank you, Mr. President. Some good afternoon, witness. Other than Comrade Met coming to the airfield on a number of occasions, were there any other more senior Khmer Rouge leaders that attended the airfield that you saw? Ban mo pinet mer prien yun ho nu dai te lok ban khoen te pel ke mau nang yum ot skwal ke phong khoen ye ke choh leu lan priep trong yum ot skwal ke yum nau chngai ke yat oy nau chet te You were asked in your interview on E3-527-8 whether you saw senior leaders come to the airport, and this is at 0029-2824, Khmer 0028-7528, and French 0035-5865. You were asked this question: did you see any Khmer Rouge leaders come to visit the airport construction site? You said in early 1977, I saw a convoy entering through the access road to the airport construction site. At that time, I saw Khieu Samphan and Yang Sari visit the airport with armoured vehicles and escorting many soldiers. I did not know the purposes of Khieu Samphan or Yang Sari's visit, but I saw Levi and other chiefs at the airport construction site with them. I saw Met coming to visit the airport construction site once or twice a month. Does that refresh your memory? You said earlier that the statement was correct. Did you see Khieu Samphan and Yang Sari come to the airport or the airfield construction site, or did you not? នៅខ្ញុំបាននិយាយហ្នឹងខ្ញុំនៅឆ្ងាយឬគេថាដល់មកច្រើនហ្នឹងតែមេធំធំនិយាយមកបណ្ឌិតពលានហ្នឹងហើយខ្ញុំនៅវាឆ្ងាយវាអត់បានឃើញទេទេគេប្រាប់ថាអ្នកធំធំគេមកបណ្ឌិតដើម្បីសាកល្បងយន្តហោះដឹងប៉ុណ្ណឹងហើយThank you. And when you told the investigator that you saw Khieu Samphan and Yang Sari, did you in fact see them at the construction site or not? Those particular people. Thank you, Mr. President. Some good afternoon, witness. គេប្រាប់ខ្ញុំឈ្មោះហ្នឹងពីខ្ញុំនៅក្រោយគេមើលមិនឃើញទេព្រោះខ្ញុំទៀបជាងគេ Did someone tell you that it was Khieu Samphan and Yang Sari that visited? Or did you just assume that?ការដ្ឋាននោះដែរឬទេឬក៏លោកគ្រាន់តែសន្មតថាជាឃីវសំផននឹងអៀងសេរីអ្នកដែលនៅមួយខ្ញុំហ្នឹងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងដែលគេឃើញ
rồi nhôm nâu cái cái nâu mục đó nên nó giem đó khỉ này nó cái ơi nó chô giem đó nhôm nâu chngai chiêng kê kê nâu ban kia ban 3 ngày cõi mà ban kê vô yon hơ chốc xạ mờ đặng ban pa năng ấy. Did those people that told you that they arrived, did they tell you that it was Khieu Samphan and Yang Sari, or did they just say it was senior leaders? ແຕ່ຊ្មោះຄິວສຸພອນປະປັບຊ្មោះທາຈະຄິວສຸພອນຫນຶ່ງຍິງສະຣີຫຼືກໍປັບທາຈະທະດັກນ້ອມຈອນຄູພອງໄດ້ເກປັບຊ្មោះຈັ່ງປັບຊ្មោះປີນີ້ນັ້ນໃຫ້ນັ້ນຈອນຄູທັງອໍນັ້ນເກມາເມືອຕຶກນິດດໍາໃບນັ້ນເກສາກລະບອງຈອນຫໍ And can you provide a time period? Was that 1976, 1977, 1978? Nhưng mà bạn chạm là được chất sắp bằng phân, mà đang chất sắp bằng bệnh, rồi trong chân năm rồi đây, đam chân năm đây, nó xạ là bỏ, cái xạ là bỏ, nhưng lịch à, thì dù chân năm. Thank you. At the work site, a lot of work had to be done to build the airport. How was that information communicated? Thank you. It was a bit general. So perhaps if I put to you what you told the investigator as to how information was conveyed from the person in charge of the construction site to others. And I refer to E3-5278 and English 0029-2825, Khmer 0028-7530 and French 0035-5867. You were asked this question. What kinds of meetings were held at Kranglul Airport Construction Site? Who convened the meeting? What were the contents of the meeting? What were the decisions of those meetings? You answered, they held a weekly meeting and chaired either by Levi or Yang. The meeting discussed about construction plan and intended by chiefs of different units at the construction site. Then the chiefs disseminated and enforced those decisions in their groups. Does that refresh your memory as to how information was passed down from Levi, the top manager, to a different units? គេបញ្ជូនមកពីដែលថាបញ្ជូនពីរងល្វីនឹងមកប្រធានមន្ទីរនឹងមកទៅយាយនឹងដល់នេះទៅយាយនឹងគេចាត់ចែកនឹងតាមអង្គភាពតាមក្រុមមួយមួយទៅតាមផ្នែកនីមួយមួយទៀតឲ្យដល់ផ្នែកខ្ញុំខាងឈើទៅផ្នែកគេខាងបកគោលភ្លើងទៅផ្នែកគេខាងខ្សែភ្លើងអានឹងគេទៅតាមហ្នឹងទៅទៀតគេបញ្ជូនគ្នាតាមដំណើរហ្នឹង About how many different units or work groups were they? Were there to be able to build the airfield? There were two gong pole.
Còn bồn tôi tiện nhầm chạm mình ở đây. Còn bồn thông chạm bàn là tàu thơ cá nó còn bồn thông nhân vật bì. Còn bồn tập cá muối hay là hàng ở đây gặp lương thông hàng rạt đà nè. Nhân bì này nè. Để chọc tàu thơ thông thông. Còn tôi giờ tiết là cái vô tôi tam cái rồi tiết nhưng mà đằng ta ông có phim đằng chú mục ấy ấy màu bị kháng nà kháng nà đó nhưng mà đằng này thank you you said that you knew comrade Net reasonably well more so than others of your level in the army. I would like to quote to you what he stated at a meeting on the 9th of October 1976 with other division secretaries and deputy secretaries. And the number is E3/13 and the English is 0094-0350, Khmer 0005-2411, and French 0033-980. And he said at this meeting, when they were asked to comment on the enemy situation, he said, the enemy will not be able to do anything for as long as our military is politically hard and clean. It is imperative to strengthen the party politically, ideologically, and organizationally. It is imperative to dare to absolutely to conduct purges. At the airport were unit chiefs and other supervisors there responsible to look out to see if there were enemies in the ranks, in the workers at the airport, at the airfield site. ព្រលានយន្តហោះនោះដែរទេមានប្របាកព្រោះវាច្រើនថាដោយតាគេត្រឹមប្រធានទីត្រឹមអីហ្នឹងគេស្អប់យើងគេខឹងយើងយើងនិយាយមិនសមគួរដាក់គេឲ្យធ្វើការមិនត្រឹមមិនត្រូវហ្នឹងគេចង់ចុចថាម៉េចក៏បានគេដាក់ថាយើងក្បត់អង្គការក៏បានអីបានដែរហ្នឹងវាប្របាកទៅហ្នឹងហើយ I would like to put to you another matter from another divisional meeting between the secretaries and deputy secretaries of the divisions on the 1st of March 1977, and this is E3/807, and it's at English 0093-3834. I think we have an objection. Thank you, Mr. President. Yes, I do have an objection. Assuming it's the same kind of question to the witness that was just posed earlier, I think it's time that we put this witness into perspective. He gave testimony as to his functioning. He was a messenger. He was a soldier in a division of about 5,000 to 6,000 men. He was on the very lowest levels of this division. He's now being asked about a meeting between the division commanders and vice commanders
He is in no position whatsoever to give any credible evidence as to what the top of the division was negotiating or talking about to other leaders of the divisions. The Revolutionary Army of Cambodia at one point had about 60,000-70,000 men. He is somebody on a very low level. He cannot possibly say anything intelligent as to meetings of top military leaders of these divisions. So I think there's no point in asking this witness these kinds of questions. So I object. Your Honor, I don't propose to ask him questions about what occurred at the meeting, at the divisional meeting. He clearly wasn't there. But what I'm asking him, or what I will ask him, is whether or not the policy that was discussed at the divisional meeting was passed down through to the commanders, through the deputy to Levi, to the worksite meetings. It's to provide evidence of policy at the airfield. Now, I think when we listened to the answer to the previous question, he wasn't asked about the divisional meeting, but he was asked about the policy, and it was quite clear that this witness is a little reluctant to talk, but given more factual details, he does provide more information about what's happening in the airfield, not in the divisional meeting. Thank you. And the French ERN was 0032-3922, and the Khmer was 0005-2304. At that meeting, on the 1st of March 1977, Comrade Met said, it was said that there was a contradiction because the chairman of a platoon had made a severe criticism when referring to grenade being tied to kill a comrade. He then states, it's obvious that a number of elements who had previously arrested really are enemy elements. More than 50 no goods have been sent to S21. He then states, there can only be reliability if five more company secretaries are removed. My question to you is, at the meetings at the airfield, were there similar discussions about the removal of enemies from the military ranks? This one occurred at a higher level, but at the airfield, were there similar discussions about the removal of enemies? ពេលគេប្រជុំធំៗហ្នឹងដល់ពេលកន្លែងណាក់តូចៗហ្នឹងគេប្រជុំប្រាប់គ្នាប៉ុណ្ណឹងគាត់ថាយើងធ្វើអីដល់ធ្វើច្បាស់លាស់ថ្មីកុំឲ្យទៅតាមលំអៀងតាមគេតាមអីនៅអ្នកគេហៅថាមិនស្មោះត្រង់នឹងបដិវត្តគេហ្នឹងគេមិនឲ្យនេះគេកាន់តែប្រាប់ថាប្រាប់មកពីលើមកអញ្ចឹងគេប្រាប់មកឲ្យយើងកសាងខ្លួនខំកសាងខ្លួនឲ្យល្អល្អកុំឲ្យ
ធ្វើអីដល់ធ្វើតាមបដិវត្តគេមានប្រាប់ចឹងមានបរិញ្ញាណអ្នកតូចតាចនៅខាងក្រោមគេប្រាប់ទៅប៉ុណ្ណឹងបើយើងក៏បត់នឹងបដិវត្តគេយើងត្រូវតែស្លាប់ And how were you asked to follow the revolution? Were you asked to look out for enemies at the work site? អត់ទេអត់មានឲ្យដើររមានឲ្យទៅធ្វើការចែកមុខសញ្ញាផ្សេងៗហ្នឹងហើយនឹងដូចថាយកវិអ្នកបុកពីអីហ្នឹងដែលគេថាអ្នក មនុស្សដែលមានជាប់ពវត្តហ្នឹងគេឲ្យខ្ញុំនាំទៅហ្នឹងទៅកាប់ឈើកាប់អីទៅហើយខ្ញុំទៅដល់នោះចេះតែនិយាយគ្នាលេងទៅជាមួយថ្មិចយើងជាកូនខ្មែរទៅមួយនិយាយប្រាប់ដល់យើងថ្មិចធ្វើការខំធ្វើការកុំឲ្យខុសគងខ្លាចវាបាត់ខ្លួនបាត់អីព្រោះសម័យនេះវាឲ្យតែយើងនិយាយខុសហើយយើងធ្វើការមិនច្បាស់លាស់គេនឹង You said that after seeing the or hearing of the sounds of screaming and the smell of dead bodies and the general atmosphere at the airfield was that the workers were asking themselves when their day would come. That is the day we would be killed or died. Was there a real atmosphere of fear at the airfield? Had you ever been to we referred to S21 when Met said 50 no goods would be sent to S21. Do you know what S21 was? When you were at the airfield. You said in your statement that you were arrested and sent to S21, and then shortly after you escaped. Do you know whether that in fact was S21, or could it have been another security center? When you were arrested, were you placed in cells? Or were you just taken into the grounds of that area? Were you put inside, or were you just taken into the grounds and then you escaped? មាន មួយ ឈ្មោះ ម៉ៅ ម៉ៅ ហ្នឹង ធ្លាប់ នៅ ជាមួយ គ្នា ហើយ ដល់ អញ្ចឹង វា អូស ដៃ ចូល ក្នុង ប្រគួន នៅ ក្បែរ សាលា រៀន ហ្នឹង ក្បែរ នេះ ហ្នឹង ចូល នៅ វា ប្រាប់ ខ្ញុំ អត់ ឲ្យ រត់ ទេ វា ថា ឲ្យ កុំ រត់ ឲ្យ រត់ ងាប់ ហើយ ខ្ញុំ នៅ ក្នុង ប្រគួន ហ្នឹង ឯង
ដល់មិនទៅវាមកវាគូកដាស់មួយឲ្យខ្ញុំរត់មកវាជូនចេញមកតាមអរែងលបងនឹងមកវែកអលបងនឹងឲ្យខ្ញុំចេញរត់មកខ្ញុំមើលតាមកដាស់វាហ្នឹងឲ្យមកជួបណាណាហ្នឹងខ្ញុំមកតាមផ្លូវហ្នឹងឯងហើយវាដាក់បាយនឹងអរែងកម៉ែលនឹងឲ្យខ្ញុំបែបប៉ុណ្ណឹងឯងមកដុំរត់ចេញមកនៅពីម៉ោងម៉ោង2យប់ម៉ោង2ម៉ោង2ជាងមិនចាំបានទេពេលនោះវាអត់មានចាំSo is it the case that you arrived in the dark and you left in the dark the same evening or night? Is that correct? ពេលយប់ល្ងឹតពេលយប់ល្ងឹតអត់មានមើលអីឃើញទេពេលនោះហើយខ្ញុំវាយះមុខមាត់ខ្ញុំនៅយះវាឈឺអានឹងផងហើយគេចងមុខនឹងទៀតក៏ខ្ញុំអត់មានដឹងថាកន្លែងហ្នឹងវាទាំងណាទាំងណាតែដល់ខ្ញុំធ្លាក់មកដល់គេធាក់ទលាក់ធាក់ទលាក់មកហ្នឹងខ្ញុំមើលឃើញបកគោលអាដែងទងជាតិមើលឃើញអាហ្នឹងហើយនឹងឃើញបកគោល2ទៀតដែលគេដាក់ខ្សែហ្នឹងឃើញតែអាហ្នឹងហើយវាដឹកដៃចេញមកចូលប្រគន់នៃគូខ្ញុំថាមូលហេតុអីហើយរឿងអីសួរទៅប៉ុណ្ណឹងវាសួរបានប៉ុណ្ណឹងហើយវាទៅរោទៅបានចឹងទៅវាគូអាកណ្ដាស់ហ្នឹងហើយយកបាយឲ្យខ្ញុំហូបប៉ុណ្ណឹង Thank you. I just have a few more questions and then I'll finish. ខ្ញុំមានសំណួរតើទូទៅទេរួចហើយចប់ហើយនៅព្រលានយន្តហោះលោកបានឃើញប្រជាជនជាច្រើនស្លាប់ដោយសារតែស្ថានភាពការងារធ្ងន់ធ្ងរលោកបានឃើញប្រជាជនជាច្រើនត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនហើយបោះចូលទៅក្នុងឡានធំលោកបានឃើញឡានធំnear where you work ទៅដល់កន្លែងការធ្វើធំធំចិត្តកន្លែងលោកធ្វើការហើយលោកលឺសូរសម្រែកហើយក្រោយមកលោកធំក្លិន Why didn't you do anything សាក់សពto stop had away what was going on ក៏លោកមិនបញ្ឈប់អ្វីដែលកើតមានឡើងនេះMr. President, that was a nice summary, but I never heard the witness say that people were dying at the airfield because of broken conditions. He described the hearing of screaming, which I think is the site 3 kilometers away from the airport, close to possible the transportation house. We have not established at all that these screams have anything to do with people working at the airfield. Maybe they were people who lived in the west zone in sector 31. So this part of that summary of prosecution doesn't reflect, at least in our view, the testimony of this witness this morning. Your Honor, as you remember, I read out the summary of the portion of his statement where he exactly said that people did die from conditions. People did die from suicides. People did die from because of overwork. And he agreed with that. And so I put that to him. And as we know, this witness has said that where he saw the killings, that was 3 kilometres from the airfield by the transportation office, which related to the airfield. So my summary was accurate, Your Honor. Even though it was put to him from his statement, that's what he agreed to. I agreed with him. Okay. We've lost a bit of momentum, but if you can tell us why you didn't do anything. You heard and saw these killings and arrests on a frequent basis. Why didn't you do anything? មិនអាចទៅឈប់បានទេព្រោះ
ខ្លួនឯងហ្នឹងវារងចាំដល់ថ្ងៃដែរវាមិនអាចប្រឈប់គេបានវាខ្លាចរៀងខ្លួនទាំងអស់ហ្នឹងឈប់អីកើតសម័យហ្នឹងមិនដូចសម័យនេះណាអត់ ទៅម៉ៃនេះវាយើងនិយាយគ្នាបានតែម៉ៃនោះនិយាយគ្នានិយាយស្រួលហ្នឹងគេថាយើងខ្មាំងបាត់ហើយខ្មាំងហ្នឹងខ្មាំងស្អីទេដល់ដឹងកចងបាត់មិនថាអ្នកឯងតូចអ្នកឯងធំអ្នកឯងស្អីទេឲ្យតែនិយាយខុសហើយដូចប្រវត្តិខ្ញុំខ្មាំងដែរគាត់ប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំមិនជាប់គុក So are you saying that if you told Levi or told Khmer about these deaths, that you would be accused of being enemy if you raised this problem with them? លើកបញ្ហានេះទៅប្រាប់មេរបស់លោកល្វីឬក៏មេតនេះតែគេចោតលោកថាជាខ្មាំងដែរទេក្រិនខ្ញុំខ្លួនខ្ញុំនឹងប្រាំអ្នកគេមិនប្រាំអ្នកក៏អត់ហ៊ានធានាផងដែរគេគូមិត្តភក្តិគូមកឲ្យខ្ញុំរត់មករោហ្នឹងប្រាំអ្នកតែតកងពលគាត់អត់ហ៊ានធានាខ្ញុំផងមានតែម្នាក់ទេដែលអាចមកធានាខ្ញុំបានមានតែមេតនឹងឯងដែលធានាខ្ញុំ Thank you, Your Honor. I've finished my questions. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous. Je cède la parole à ma consoeur Tisrina. សូមអរគុណលោកប្រធាននិងជាបឋមនាងខ្ញុំសូមគោរពលោកប្រធានលោកលោកស្រីជាក្រុមនិងអង្គសមនាការទាំងមូលនិងសូមគោរពលោកសាក់សីនាងខ្ញុំឈ្មោះទីស្រីណាជាមេធាវីតំណាងដើមទាំងរបស់វេននេះខ្ញុំសង្ឃឹមធ្វើការតាំងសំណួរមួយចំនួនដល់រូបលោកហើយសូមឲ្យលោកបញ្ជាក់អំពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងការដ្ឋានព្រលានយន្តហោះកំពង់ឆ្នាំង សំណួរជាតំបងរបស់ខ្ញុំខ្ញុំសូមសួរលោកថាតើប្រលានជនហោះកំពង់ឆ្នាំងនឹងគេចាប់កសាងនៅពេលណាដែរហើយនឹងមានគម្រោងបញ្ចប់វិញនៅពេលណាដែរលោក ខ្ញុំភ្លេចអស់ហើយ តាំងពីនឹងមកដល់ឥឡូវនេះភ្លេច ដឹងវាក៏សាងពីថ្ងៃទី តាគេមានប្រកាសអំពីគម្រោងនៃការបញ្ចប់របស់គេថាតើគេគម្រោងថាសាងសង់ហ្នឹងគម្រោងចប់រយៈពេលមួយឆ្នាំក្រោយការចាប់ផ្ដើមសាងសង់ឬក៏រយៈពេលយ៉ាងម៉េចដែរគេមានបានប្រកាសប្រាប់លោកពីដំបូងដែរឬទេអត់មានប្រកាសប្រាប់អីផងគាត់ថាឲ្យទៅនាំគេទៅធ្វើអញ្ចឹងទៅខ្ញុំនាំគេទៅអត់មានប្រកាសថាអត់ សូមអរគុណ
ជំនុំពេលនោះលោកមានដឹងថានរណាជាអ្នកផ្ដើមកំណត់នៅក្នុងការកសាងពលានយន្តហោះនៅកំពង់ឆ្នាំងនោះដែរឬទេឬក៏លោកធ្លាប់ឮអំពីលោកល្បីដែលជាមេរបស់លោកនោះមានធ្លាប់ប្រហើប្រាប់លោកថាអ្នកណាជាអ្នកផ្ដើមកំណត់ដើម្បីកសាងហើយកសាងពលាននឹងដើម្បីយកទៅធ្វើអីដែរឬទេលោក ខ្ញុំ ធ្លាប់ តែកត់ 5 នឹង 1 មេត្រ គាត់ ប្រាប់ ថា គេ ធ្វើ ពលាន នឹង ធ្វើ ពលាន តប សម្រាប់ តប សម្រាប់ យន្ត ហោះ តប អាកាស ហោះ ឆាត់ យោង ហោះ អី គេ ធ្វើ សម្រាប់ តប អាកាស គណៈ គាត់ និយាយ ប្រាប់ តែ ប៉ុណ្ណឹង ខ្ញុំ អត់ ដឹង ទៀត សូមអរគុណហើយឥឡូវខ្ញុំសូមចូលទៅក្នុងតេកតងទៅនឹងរចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងពលានយន្តហោះនឹងវិញដោយសារលោកជាបុគ្គលម្នាក់ដែលធ្លាប់ធ្វើការនៅក្នុងពលានយន្តហោះនឹងចាប់ពីតាំងពីការចាប់ផ្ដើមម្លេះអញ្ចឹងលោកប្រហែលជាបុគ្គលម្នាក់ក៏អាចដឹងឮអំពីការគ្រប់គ្រងនៅទីនោះហើយនឹងសមាជិកនៃការអ្នកដែលធ្វើការនៅទីនោះដែរអញ្ចឹងហើយនៅកន្លែងកើតឋាននៅពលានយន្តហោះកំពង់ឆ្នាំងនឹងមានសមាជិក ដែលធ្វើការនៅទីនោះចំនួនប្រមាណអ្នកដែរហើយនរណាជាអ្នកដឹកនាំនៅកន្លែងនោះដំបូងគេអញ្ចឹងឡូដែលមកដំបូងគេគេឲ្យមកហ្នឹងសុងមួយតាយនឹងមួយហើយនឹងនេះបងល្វីនឹងមួយប្រមាណអ្នកហ្នឹងដែលគេមកហ្នឹងហើយខ្ញុំ ដែលដឹកនាំដែលដឹកគេមកកន្លែងហ្នឹងហើយមកដល់ហ្នឹងបានចិនមកតាមក្រោយហ្នឹងគេដឹកចិនដឹកអីហ្នឹងដើរវោះដើរវែងហ្នឹងគឺមានប្រមាណអ្នកហ្នឹងឯងគេឲ្យមកមុនគេ Chắc cái bánh chay tôi này tí bộ quạt tàng bà mà nẹ nâng đôi chìa là vây xong hay nâng mệt ấy nâng cái bánh chay tôi này tí ai bộ quạt dòng mạch đá luôn bê nông Nẹ bánh chay nâng cứ mệt cái nẹ bánh chay Bánh chay nâng ta tạm phần này bỏ về nâng xây nâng nẹ cặp chờ để ta cặp ở đây nhờ đàm thân nào đàm ấy quá đàm thân nào nữa mà cầm xe nhưng tao nẹ vay thăm mò mà cầm xe nhưng đó đó là về tam cầm môi môi nó kề chặt bàn ở hai bàn kề nằm cầm lăng mà kề nó trôi tao tam riêng riêng luôn mà kề rồi nhóm ở tề nhóm cái là đặt nằm kề mờ lâu hai vừa về nhưng tớ đào mờ tam cái đặt tờ pua đây đã đặt phu cái nướng chun tớ mờ tớ này tớ nọ chẳng tớ ở miền tớ này cái đấy xong rồi con nhóm xong mà cho tớ nong lẽ khăn càng nghe vậy ơi nước nong than lẽ khăn càng nghe nó nhóm trong xong số lục thà tớ nước pe đài nó bị đặc kê ăn rồi con tọp cho các bị bệnh mấy lục lực lang tham miên rồi con tọp bị con bò lệ thở tập thở càng nghe nó tin luôn chắc rồi nó không phụ quạt để tập thở ca nó tin luôn kể bị chun tới nâng ta kê miên đo lệ khăn rồi có đo chấm rộp chẳng mất ai phụ quạt để quạt từ thở ca nơi cả than luôn kê đo lệ khăn đừng định đấy nó bị để quạt đo cả than luôn ឧទាហរណ៍ថាការរស់នៅគេសង់អាគារឬក៏មានអីចម្រុកសំរុំដល់គាត់ពួកគាត់ដែរឬទេគឺគ្មានទេតម្រូវទៅរៀងដូចតែតាមអង្គភាពមួយមួយទៅដល់ចាប់ដើមធ្វើខ្លួនឯងធ្វើទៅឈើមកធ្វើទៅធ្វើតម្រូវឲ្យតែបាននៅអញ្ចឹងទៅកន្លែងដាំបាយកន្លែងស្អីធ្វើឲ្យបាននៅទាំងទៅ តាមផ្នែករៀងៗខ្លួនអត់មានគេធ្វើឲ្យទេអត់សូមអរគុណចុះទៅពេលដែលគាត់ទៅធ្វើការនោះគឺគាត់ស្នាក់នៅទីនោះ
tầng bậc tầng lưng nghị nơi cái lãnh cao than nâng tay mà đón rưỡi cô thử tập lọp mau tè vinh rưỡi cô giang mạch đại lục thầm mày nó cứ ăn miên tè để miên là tam ăn gặp hiệp mà người ta con mà con hà nó hà thầm nẹn nó lâu hà thầm nẹn tao cầm đầm nẹn nó cầm đầm nẹn chẳng tới đào pì cái bông mồ bông đông vô tao đào nắng người ta mà ăn gặp hiệp gây nắng mà rồi nẹn nó nẹn mà rồi nẹn nó cái đạm mà rồi nẹn nó vô tao đạ có bay luôn cái lâu người ta nẹn bay thắm mỏ đang bay thắm mỏ nó cái này nữa nẹ hàng và cù phơi hàng sai phơi nấu hàng mà cái lái mà cái chẳng tao ăn miên tiệt thì ăn miên ấy thì rồi thì mai nó nấu sao đây du lịch chuồn rồi lại ăn miên ha nẹ nam miên và buồn miên cầu cứ ăn miên đi. Sầm ọc cún ơi mấy mấy lục man lục lang tẹt tông tân đằng hơi phải vài thmo chẳng miên này thà càng nghe nó vì miên cả bài chạy chẳng nhầm hay cả bị bực mấy cái lục của bạn lục lang đấy tham miên phải vài thmo hay miền này chị đấy chạy nâng sầm ram ấy xem xe như rư có quả chờ ấy chẳng nhầm trong xua lục thà nâng nông này nhị mùi nâng này mùi ná đầy miền ở sàn hợp hiệp càng nghị thông ngô chứng kế còn ngô chứng kế miền ở hàng thamó hay nâng này nà ri hàng rư ai nâng hàng cặp pro rực thao rực ấy nâng về tân địa chiến cây na pro thân là mà ta say có cây mà oi nâu đó cái oi sao chưa luôn à khơi ta say nâng nâu tầng ná cái oi cài nâng tầng nâng oi nâng phải hàng này ri hay nâng hàng cặp thmo vài thmo bánh thmo để dập pi pi nâng dập chiến cây và nẹ đặt đây nẹ cái mình có bạn có má đấy pro kia miền làng chỉ làng chỉ ấy là bà thiên cái miền là pì nẹt vài thắm o hay là nẹt rực cầm ram cái lăng. Sầm ọc cún nhâm sầm bắt to tiết nhâm trong xuôi lục thà với này vài thắm o nằng này nè rí nằng cứ chụp này để thực ca chập chờn chừng kề chẳng nhâm trong sầm xuôi lục thà ta mà nụ bập hết na để kê bạch chu nói từ thực ca này từng nóng bạn ấy tham mà nó đại miên cầm ho rứ co còn là chia tập hết mà nó tu tơ ở tầm pin cầm lắng qua từ thở từ thôi ca nơi cái lại nó rứ môi co to tận nhẹ đại quạt miên pành hà cầm ho ấy môi từ bằng cái bị chun từ cái lại ngôn rứ co xa rứ co từ tam cái miên cạp bánh chạy đôi 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 chân đá rứ co giằng mạnh đại lục tu tàu tam on gặp hiệp môi môi tu tàu đây đó mình tham nhẹ anh miên cầm ho ấy thế cứ bên nó cứ tầng ót là khnien nó là na đôi nhà na nó tầm ho tầng ót cái nẹt để nên nó khai riêng khlu nó là khai khnien bên tầm ót anh miền này việt tu tàu nẹt để thơ ca ngôn nẹt thơ ca ra nó có đôi giờ khnien đó bên đầu từng ngày thì ta dừng khâu ấy thì tàu về nó về bán này để nó không ông có phim mùi mùi nó lại nó cứ về dập gì về mình cả pro về tu tàu từng chẳng gặp ông gặp phiền ông phiền nào đây ông phiền nào sầm ọc cún chăng chlong tam bọc bị sọt bọc lục để lục thuộc cả nơi tin nô nhom chong sông su lục thà tá cật lòng máu nâng thọp miên nè để thuộc cả nghĩa hai tre ban ở đùa rư mùi có tre ban ở sập nơi nâng cần lái đời cục rút nặng càng nghe đại tế ưu tiên ta chuẩn cá miên cao vay thợ mỏ tiền trời sập rồi còn mạch đấy rồi còn miên lệ khăn bệnh nặng đại tế nước nông luôn rồi mới còn miên lệ khăn sinh bình nặng rồi còn rút nặng càng nghe nặng về ai tầm hôm thông trong tiền thông chương để nhóm ba điệp rồi bị kháng đam nặng rồi còn mạch đại luôn cái lại nó cứ bờ gì tao cái lại về tận địa trường kê nó về miền pì nó dương hồ bò ấy bà bò riêu hay đào về thơ ca nguồn đôi chờ nhà ri chẳng thơ nghe cặp ta xe xe là ta xe những cặp rô à đây rực thân áo đó rồi à lục đắng ấy rực thân áo
តើវាមានគ្រោះថ្នាក់រៀងរាល់ថ្ងៃជួនកាលទៅអាខ្លះណាហេវផងណានេះផងរត់មិនរួចពីអាចុចថ្មទៅថ្មធ្លាក់វិញត្រូវដល់ពងងាប់ក៏មានដែរខ្លះលោកប៊ូដែរហើយខាងនារីអញ្ចឹងដែរដល់ពេលគាត់ធ្វើការធ្ងន់ទៅជួនកាលអាលវើយអស់កម្លាំងពេលដែលអត់អីហូបនឹងផងទៅដើរទៅអាអ្នកបើកទៅមើលមិនឃើញក៏ជន់ទៅងាប់ទៅអាគឺមានអញ្ចឹងឯងរាល់សឹងថាក្នុងមួយអាទិត្យហ្នឹងវាពីរដងឬបីដងហ្នឹងអាបាទភូតហ្នឹងវាមានជាប់
chăng ខ្ញុំសូមសួរលោកថាតើព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងនឹងគេដឹងឮជាសាធារណៈឬមួយដឹងត្រឹមតាកន្លែងលោកទេឬក៏មិនអាចទឹកនឹងបាននេះថាអ្នកធ្វើការទាំងអស់ជុំគ្នានៅទីតាំងនោះទាំងកោឋានទាំងមូលនោះគឺសុទ្ធតែដឹងរឿងនឹងទាំងអស់គ្នាឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរលោកការងារហ្នឹងបើថាអង្គុយទាំងអស់គ្នាដែរ3នាក់ហ្នឹងបានតែ3នាក់ហ្នឹងឯងដឹងគេថារបួសមួយហ្នឹង3នាក់ហ្នឹងដឹងទៅប្រាប់ឡានពេទ្យទៅឡានពេទ្យគេដឹកទៅបាត់ទៅអាហ្នឹងដឹងតែពេលរបួសហ្នឹងដឹងតែ2នាក់3នាក់ហ្នឹងទៅអាអ្នកដតេហ្នឹងមកវិញសួរថាម្នាក់ទៅណារបួសនេះ4នោះទេតែប្រាប់គ្នាប៉ុណ្ណឹងมันអាចនិយាយគ្នាណាទៅហ្នឹងអានេះស្លាប់អានោះត្រូវអានេះត្រូវអីអត់ទេអាហ្នឹងគ្នារបួសហើយប៉ុណ្ណឹងអស់ហើយអត់មានរឿងអីនិយាយទៀតហ្នឹងអញ្ចឹងចុះដែរមានអ្នកស្លាប់នៅនឹងកន្លែងដែរទេអ្នកស្លាប់នឹងកន្លែងហ្នឹងមានតាមអង្គភាពច្រើននៅខាងថ្មគ្នាលើវើយទៅរត់មិនរួចអញ្ចឹងទៅមកទៀតត្រូវហ្នឹងស្លាប់នៅកន្លែងឯហ្នឹងឡានគេមកដឹកយកទៅហ្នឹងមានខាងថ្មសូមអរគុណចានៅក្នុងករណីដែលពួកគាត់គ្រោះថ្នាក់ដោយសារហើយស្ថានភាពដោយសារការងារបែបនេះហើយឬមានអ្នកខ្លះទៀតគាត់ត្រូវបានស្លាប់ដោយសារការខ្ទាតថ្មស្លាប់ដែរអញ្ចឹងក្នុងករណីហ្នឹងតើមានអ្នកគ្រប់គ្រងនៅទីនោះហ្នឹងគាត់បានដឹងអត់ហើយគាត់មានចាត់វិធានការអីដើម្បីទប់ស្កាត់ទង្វើហ្នឹងតទៅទៀតដែរស្ថានភាពបែបហ្នឹងតទៅទៀតដែរឬទេហើយមួយទៀតសួរថាតើអ្នកទាំងនោះគាត់មានបានទទួលសំណងអីសំរុំពីខាងអ្នកគ្រប់គ្រងកាលដ្ឋាននឹងដែរឬទេតំណងនឹងតំណងគឺគ្មានតំណងអីទេអត់គេលបួសនឹងលបួសហើយស្លាប់ដឹងថាស្លាប់អត់មានថាមានតំណងអីមានស្អីទៅតំណងអីទៀតអត់ថ្មីហ្នឹងគេនិយាយថាបើសំភារៈវិញគាត់នៅក្លាប់ឡានហ្នឹងគេបទុះយើងអញ្ចឹងថាខាតការងារគេឬខាតសំភារៈគេគេមិនគិតថាសំភារៈហ្នឹងមនុស្សធ្វើបានទេគេគិតថាសំភារៈគេវាខ្លាំងជាងជីវិតមនុស្សទៀតហើយឲ្យអាហ្នឹងគេថាវាអស់ប៉ុណ្ណឹងហើយមានស្អីគេការពិព្រឹកមិញដែរលោកបានលើកឡើងអំពីស្ត្រីដែលស្ត្រីនឹងត្រូវបានគេប្រើឲ្យមកធ្វើការនៅក្នុងកាឋាននឹងមុខខ្លះដែរអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរលោកថាស្ត្រីនឹងគាត់មានគាត់ជាជនស៊ីវិលក៏គាត់ជាទាហានដែរឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរលោកជាតបទាំងអស់សិតតបតបនារី
ខ្ញុំសូមសួរលោកថាមូលហេតុអីបានជាគាត់នឹងរត់ចូលរលោសម្លាប់ខ្លួនបែបដូចនេះវិញលោក ដល់អត់មានស្អីហូបហើយណាមួយលវើយអស់កម្លាំងគ្នាត្រុតត្រោមឈឺគេប្រើទាំងឈឺប្រើទាំងអីចឹងទៅដល់ត្រមរួចទៅក៏ផ្ដេកខ្លួនទៅចេះធ្វើនៅកន្លែងអត់ហ្នឹងនារីនារីធ្វើចិត្តទាំងគ្រឿងចាក់ហ្នឹងចិត្តនឹងអាលោចិត្តនឹងអឺអេស្កាវីតចិត្តនឹងអឺអាបុលអីហ្នឹងក៏ធ្វើចិត្តហ្នឹងឯងប្រូក៏គេឲ្យរឹស ກໍມືອັນໃດຫຍາຫຼືຖ្នោតນັ້ນໃດປູກາຍນັ້ນເວປໍາບູນະດໍາຖ្នោតໂຕເວຈັ່ງວ່າມາແມດປີແມດມາດໍມັນຈັ່ງຫຼືນັ້ນເກບອອກເກກາຍລະມາແມດຈັ່ງໃດປີແມດໂຕເວນົ້ມີຄະຈັ່ງໂຕເກອ້ອຍກວດນັ້ນນົ້ມຕາມມາກາຍເຖີນັ້ນຕາມມາໂລກັນຕາມມາແດງເຄື່ອງຈັກນັ້ນໄດ້ໂຕເຄີຍແລ້ວກໍສະຫຼາມສະຫຼາມນັ້ນອາເປລະກໍອອກອັດ មានអាហារចូលពោះផងហើយឈឺផងហ្នឹងគេតូចចិត្តហ្នឹងគេមានសម្រាប់ខ្លួនឯងទៅប្រទេសខ្លួនទៅជន់ងាប់ទៅវាច្រើនទៅចុះស្ថានភាពបែបហ្នឹងថ្នាក់អ្នកគ្រប់គ្រងនៅកាលឋានហ្នឹងគាត់ដឹងឮរឿងហ្នឹងដែរឬទេលោក គេដឹងហើយប៉ុន្តែ ម្នាក់ មិនយីអីកើតទេវាស្លាប់ដល់ស្លាប់ចឹងហ្នឹងមានណាជួយនរណាបានមានប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំនិយាយតាមរួចទៀតចុះគេមានចាត់វិធានការអីផ្សេងៗដើម្បីឲ្យកុំឲ្យមានហេតុការណ៍នឹងកើតឡើងតទៅទៀតឧទាហរណ៍ដូចជាករណីអត់មហូបឲ្យប្រជាជនដឹងថាប្រជាពួកគាត់ខ្វះ ការហូបចុកអញ្ចឹងគេមានដោះស្រាយបញ្ហាការហូបចុកនឹងជូនពួកគាត់ដែរឬទេពីព្រោះការដ្ឋានប្រពងពលានយន្តហោះកំពង់ឆ្នាំងនេះគឺជាកន្លែងសំខាន់មួយដែលខាងថ្នាក់លើអីដែលខាងប៉នឹងគាត់គិតថាការសាងសង់នឹងជារឿងសំខាន់អញ្ចឹងតើអីគេមានបានគិតគូរដោះស្រាយបញ្ហាហើយម្ហូបអាហាររបស់ពួកគាត់ឯងនៅក្នុងករណីដែលមានការខ្វះខាតដូចនេះ đôi về miền đó miền tây tôi đôi ta bỏ vì đam đó về trường cao đó miền đó về khắp đó trường cao về riêu đó hay tây tây ấy vô mò chạy tam ông hiệp nó đặt mò vì tơ lê này thì miền nè vô tây mà ao hộp đằng ta về mình bỏ bô đôi ta nên tụi mày nó ក៏បាក់ប្រាប់ខ្ញុំនិយាយមិនរួចខ្ញុំសូមសួរសំណួរចុងក្រោយមួយតាក់ទងទៅនឹងចំណុចមួយដែលលោកបានលើកទៅនៅក្នុងឯកសារអំបញ្ញមិញដដែលហ្នឹងគឺតាក់ទងចំណុចមួយដែលលោកលើកឡើងថាអ្នកដែលមកចាប់មនុស្សយកទៅនេះគឺជាមនុស្សមកពីខាងក្រៅកើតឋានហើយ
nhôm sôm thuốc cà phê chè lang quanh phố đại sao bị bật máy lục sao bị nhát bàn xù chân nổi nặng đáy bàn tay chầm lõi để nhôm tự bán hạng bay đôi chân mình cho bàn loan chân sôm mai lục thuốc cà phê chè ông pi mùi hạt ấy ban chì mình nấu khang cầu nướng miên sệt nước nong cà mò dọc mình nấu bị khang nong cà than nong từ từ quỳnh từ được chân này chân lục lục ai chui bây giờ bị chè bàn đại rồi té tẹt tông đang chân nổi nặng nên bờ về tới cái tam một thì nhà bà kê nè thông đấy người ta tam mày con tam ở đây thiền tì thiền ấy cái đấy thì thông một phát à khăng trên cái miền thiền tì nó ngay rồi về miền tây ô về miền ấy tới hay thơ bài ca tới về nói thiền tì về khăng trên cái khăng trên con pol đấy nó về khăng trên mây đấy về mình này thì ở đây mình thiền tì con bố là thiên ti nó bị khăng gì anh đang về tầm làm cho chả na các bạn tầm làm chả na các bạn đấy bố anh chẳng bàn thà cái tệ tôn cái kê nông tao tam thì dạ tệ u tệ ấy kế tam để phụ nhóm mẹ ấy mẹ nia ta trong ca nghe phụ nhóm đó bạn là chun kê chun đấy tao tao là gì khó cái tha dương không ăn đấy chẳng xong ở con chụp cá chay tập bón lốc hay nằng xong lục thiên niên nhắm xong ở sầm nón nằng về xong tê việt cá này chun là lục say xã mệt vì nóng mọc xong ở con bà ở con xong chơi xã mệt vì nóng mọc nằm đại chiến merci monsieur le président. Bonjour Monsieur le témoin, je m'appelle Marie Guiraud, je suis avocate des parties civiles et j'ai quelques très courtes questions à vous poser vu le temps qu'il me reste. Je vais simplement vous demander de préciser certaines choses que je n'ai pas bien compris dans votre témoignage, notamment de ce matin. Et je voudrais revenir à ce que vous nous avez dit ce matin sur l'endroit où vous dormiez quand vous êtes arrivé sur le chantier. Vous avez parlé de la caserne Changsali, que vous avez également appelée maison aux cinq étages. Et vous nous avez expliqué ce matin que vous, avec les techniciens chinois et les travailleurs, dormiez dans cette maison. Et que les nouveaux venus, et j'utilise ici l'expression que j'ai entendue dans la traduction française, les nouveaux venus étaient allés dormir sur le chantier. Est-ce que j'ai bien compris ce que vous avez déclaré ce matin? Et si oui, pouvez-vous expliquer la différence entre les travailleurs qui dormaient dans la maison aux cinq étages et les soldats travailleurs nouveaux venus qui allaient dormir sur le chantier? Khang đây nhầm dễ chẳng khang thmo đó khang cặp chơ khang to phơn khang tực khang ấy nó cái phải chun đạ tam ông phải mui mui phải chun tên là ta lại nằm mòn hay để phụ nhôm ấy để cho tàu muôn tàu bôn nó cái nâu chỉ mui chân nâu mui chân dần làm đạp đặng chun chân đặng tàu tam mà rồi phải này thì mui là mui rồi tàu phải này khang dột này to tực to phơn to ấy chẳng đâu chơi chun cái tàu tam ở đây nhờ vì vậy co chân này nè để cho tàu to lớn tam ông phim nó cái tàu đó về nè bỏ vào cô phơn bỏ ấy để vô tự vô ấy nó cái tàu tam nó cái đã tàu tam lại nhờ liền đằng mòn ăn miên nấu để nấu về tì chăn rỉ để Et
Je vous remercie. Vous avez expliqué tout à l'heure que les soldats qui arrivaient en général par groupe étaient regroupés et chargés de construire eux-mêmes l'endroit où ils allaient dormir. Est-ce que j'ai bien compris votre déposition? Et est-ce que ces endroits étaient systématiquement à l'intérieur du site de l'aéroport ou parfois pouvaient-ils être à l'extérieur du site? Đây là cái lái là cái phơ plau nẹt là thơ plau nẹt chu cài đây thơ plau nó cái nấu tam cái lái riêng riêng luôn cái chẳng thơ plau trong tàu đây là nẹt là đặt thmo chỗ cái nấu cái lái đặt thmo đâu cái lái đặt sạch nó tàu nấu cái lái đặt sạch nó mỏ nấu này nọ bò bồ chẳng đặt mỏ tam lấy riêng tam lấy cái đây là con ông gặp hiệp lấy của man nó tam thư đây cái mò tam là người để tam cái lại liền luôn avez-vous été amené à visiter ces dortoirs? Et si oui, pouvez-vous nous dire la façon dont ils se présentaient? Est-ce qu'ils étaient très différents d'une unité à l'autre ou est-ce qu'ils étaient en général construits et réalisés de la même manière? Ran tàu class đâu, ngừng rừng chân ngừng rừng ngừng sung at ngon ngừng chong ngừng rừng tol kaval kne tol nè chung kne ngừng tàu rong ngừng tàu tàu ngừng tàu tàu ngừng tàu tàu ngừng tàu ngừng ngừng tàu ngừng 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 ngừng. Je vous remercie. Vous nous avez indiqué tout à l'heure que tous les travailleurs sur le chantier étaient des soldats. Est-ce que toutes ces personnes portaient leur uniforme ou portaient-elles d'autres vêtements? Miền áo anh áo nâng anh miền áo ấy miền áo dù thi ở cái nâng ấy người ta tự tưng áo miền dù một chiếc áo phơi cho ấy để vẽ rồi miền là pi play đấy miền pi lư pi play nâng cái áo miền từng kê từng nhóm của miền này chẳng áo cần nạt summary nạt khâu áo nâng. S'agissait-il de tenues militaires ou était-ce des vêtements pour les civils, autres que des uniformes? Je vous remercie. Je voudrais vous faire réagir à une de vos déclarations devant les co-juges d'instruction concernant les personnes qui étaient malades sur le chantier et dont vous avez parlé tant ce matin que cet après-midi. Je vais donc vous lire la question qui vous a été posée à l'époque et la réponse que vous avez formulée et je vous demanderai des précisions sur les indications que vous aviez données à l'époque aux enquêteurs. Je suis donc sur le document que nous avons cité depuis le début de la journée, E3/52/78, ERN en français 003-55866, en anglais 002-92824, en Khmer 002875-29.
On vous a posé à l'époque, monsieur le témoin, la question suivante. Où emmenait-on les militaires ouvriers malades? Y avait-il beaucoup de malades? Et quel genre de maladie y avait-il? Et vous avez répondu à l'époque, et je vous cite, les militaires ouvriers malades étaient transportés en voiture pour se faire soigner à Kampong Chhnang. Chaque jour, il y avait environ 15 malades et la plupart des maladies étaient la malaria et l'épuisement du fait de la sous-alimentation. Il y avait toujours des ambulances en permanence sur ce chantier. Vous souvenez-vous de cette déclaration? Et si oui, pouvez-vous être un petit peu plus précis sur le type de maladie sur le chantier et sur la présence des ambulances dont vous parlez? Cáp chơi nó bị lơ đây là tàu lơ càng kia tàu hàng sao mò bằng chết lẹ con chứ sao mò bằng ấy nó tàu vì cho nên cho bầu tiện cho bầu ấy còn tranh vì năng máu đặc máu một đòn đấy bằng miền làn pẹt nó cái đặc tranh vì cái này tam ông cái hiệp nó tàu tàu đạn nào pẹt khẹt vùng chân nặng nữa, cái pẹt phùm phịa kì, cái pẹt phùm phịa cái đặc tự nặng. Rồi ta mò bị bây mò chi lan chơ lan ấy đặc chơ mò, mà đó nâng cái vô prạp cái đó lan pẹt cái nâng đặc vô tự đạn nặng. Vì chả nó, mình nụ đời mình sau chô bây đó, bê vô tự đạn nẹ nâu khang bộ bia chẳng, vô tự đạn bê mò tự cáp chơ nâu đó là bây phụ nông đó chả ăn chưa là anh còn chảnh chả ăn à còn chảnh Je vous remercie. Vous indiquez que certains des soldats travailleurs étaient envoyés à l'hôpital quand ils étaient malades. Avez-vous à l'époque vu revenir certains de ces travailleurs sur le chantier? Une fois qu'ils partaient à l'hôpital, vous est-il arrivé de les voir revenir pour à nouveau travailler sur le chantier? Cái mình tục du đấy ở đây ban sưu ban ấy nó khởi dùng một bình mò tam lệ riêng đây là nấu cầm mùi cầm pi chăng mò cầm pi nâng bình mò cầm mùi nâng bình mò ta chư về đây là mình chia đại chứ mò nấu ở khla nấu nhẹ chăng đâu vì chả nhẹ cầm chanh còn nó vì chả nè Je vous remercie. Les soldats travailleurs sur le site de l'aéroport étaient-ils surveillés d'une quelconque manière? Rút bỏ mà châm cái nó nhưng mình đăng thả mô kháng nà rồi kháng nà đấy nhưng mà sau quá cái đấy cầm rút cái miền màu cho cá rực lá cái chanh tao mà lan đó cái mơ người ta phụ đề cổng phụ nhóm phơ ca chẳng tao cái bài mơ mà chung chẳng tao tại sao đã qua cái thế của nó nhầm sao qua là cái hào thật một ruột cái mẹ tận tâm. Je vous remercie. En plus de ces patrouilles en voiture, y avait-il une quelconque surveillance de la part de militaires à pied qui se
qui marchaient sur le site de l'aéroport. បើអាពូតម្រួតនោះគេដើរមើលទៅពេលព្រឹកហើយថ្ងៃងាយហ្នឹងមកទៅទុះអញ្ចឹងទៅគេបាត់អស់តាមអង្គភាពមួយមួយគេមានតាមអង្គភាពហ្នឹងគេធ្វើការរៀងៗខ្លួនអញ្ចឹងទៅអំរួតហ្នឹងវាមិនទៅនេះទេវាដើរមកជុំអញ្ចឹងទៅបើកឡានទៅជុំអញ្ចឹងទៅវាចូលកន្លែងវាវិញទៅ Quand vous alliez dans la forêt avec les hommes dont vous aviez la responsabilité, les hommes de l'Est, comme vous les avez appelés, ces hommes étaient-ils surveillés et étiez-vous en charge de surveiller ces hommes? ແຕ່ນຽດຕ້ອງອ້ອມເນາະເປັນລະຕາດອນນັ້ນດໍາບາຍດໍາອີ່ໃຈທີ່ກົມລານ Quand vous dites que beaucoup de personnes de la zone Est sont décédées, est-ce que vous pouvez être un petit peu plus précis? Est-ce qu'ils sont décédés pendant la période où vous étiez chargé de les surveiller? Et si oui, comment le saviez-vous à l'époque? គេយកមកជួយខាងក្នុងពលៀនហ្នឹងវិញហ្នឹងស្លាប់ច្រើនពូពៀស្លាប់ហ្នឹងពេលមកជួយក្នុងពលៀនរហូតដល់កាប់ឈើហ្នឹងវាមិនសូវអីប្រមាណទេគេដកម្ដងមួយគេថារោទៅមេរោទៅអីមេធំធំគេរោឈ្មោះអញ្ចឹងទៅថាមួយខែអីគេបាត់មួយអីអញ្ចឹងទៅបើថាយកមកក្នុងពលៀនហ្នឹងក្រោយមកទៀតដែរខ្ញុំចាញ់ពីហ្នឹងហើយហ្នឹងគឺ Une fois que le travail de coupe de bois a été terminé par les travailleurs soldats de l'Est, savez-vous à quelles tâches ont-ils été affectés? មកចូលក្នុងពលៀនវិញមកធ្វើការក្នុងពលៀនហ្នឹងធ្វើអាខ្លះក៏ជូនខ្សាច់អូខ្សាច់ចាក់គ្រឹះចាក់អីចឹងទៅចាក់គេហៅគ្រឹះរែងពលៀនហ្នឹងធ្វើលបងធ្វើស្អីតាមហ្នឹងតែតាមលេខរៀងវិញហ្នឹងមកវាកាប់ឈើវិញ Lorsque vous les supervisiez à l'époque quand ils coupaient du bois, étiez-vous vous-même armé?
puisque vous dites qu'en tant que chauffeur, il vous arrivait de fait de surveiller ces travailleurs. ដល់ទៅរោអរិញមហោហោនឹងមានយប់ឡើងដល់ធ្លោះតាត់ទាំងអស់ដល់គ្នានឹងពុះពីក៏ដូចអរិញពុះបើនេះនឹងពុះខ្ញុំទៅជាមួយនឹងត្រាំដល់ពីដល់គេឲ្យកាន់ឡានឲ្យទៅនាំទៅដូចថាខ្ញុំធ្លាប់ស្គាល់ព្រៃអញ្ចឹងទៅស្គាល់ទឹកដីហ្នឹងទៅគេឲ្យនាំទៅចឹងហើយអ្នកទៅជាមួយនោះឡានមួយក៏ភ្លើងម្ដងមាន បាទដល់ពេលសម្រាប់ហើយមកវាប្រកាសសម្រាប់ចាប់ពីពេលនេះទៅរហូតដល់ម៉ោង 3:05 នាទីសូមអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តកិច្ចសម្រាប់ការសម្រាប់ការមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការនឹងរួមរាល់ផ្ដល់កន្លែងសម្រាប់នៅបន្ទប់រងចាំសម្រាប់សាក់សីនិងអ្នកជំនាញដល់សាក់សីរូបនេះនៅក្នុងអំឡុងពេលឈប់សម្រាប់នឹងឲ្យជើងគាត់ត្រឡប់មកកាន់កន្លែងផ្ដល់សេវាកម្មក្នុងបន្ទប់សម្រាប់ការនេះវិញនៅវេលាម៉ោង 3:05 នាទីសម្រាប់ចុះ